Xin chào anh em nhá. Clip này sẽ là về Barret Iron Sack. Cây Barret mà vừa rồi trong đợt treo VIP tôi đã ngu ngốc bỏ qua nó. Đấy. Bây giờ thuê ác thì tôi thấy có cây này, cho nên là tôi cầm vào tôi bán luôn, không chần chừ nữa. Tài khoản này thì sẽ, nick này thì sẽ không có nhiều, quá nhiều combo kill. Mặc dù là ác rất VIP đấy, nhưng mà người ta không chú trọng về combo kill, cho nên là multi sẽ không được lâu lắm. Đấy. Và tôi thì cầm khẩu này tôi quen tay, tôi bắn mua mít lên, không cần phải cam tâm nhiều nữa, không phải bật tâm lên nhiều, cam ngắm nhiều nữa. Cho nên là cứ gọi là trúng chặt đạm tận 200-300 viên, sợ cái quái gì đúng không? Để cống hiến anh em xem những pha snip mua mắt của mình thì đây, hôm nay là mời anh em xem. Tôi thì không biết nói gì thêm đâu, cây ba z này thì cũng không phải giới thiệu nhiều, anh em đã biết hết rồi. Đấy, nên tôi chỉ bắn thôi, được rồi, bắn thôi. Đấy, thôi mời anh em xem clip. Và nói thật là bắn như này thôi, nhưng mà 10 viên thì chắc trúng được 3-4 viên thôi, anh em mà đừng có cười chê. Tôi gọi là bắn theo gọi là cảm tính thôi, chứ cũng không có một mẹo nào, hay là cũng không có luyện tập gì, vì tôi không phải chuyên chuyên snip. Đấy, tốc độ chuột tôi để tận 3 mấy, 4 mấy, 5 mấy là anh em biết đấy, anh em. Chứ còn mấy ông chuyên thì người ta để tốc độ chuột chậm lắm. Nhưng mà tôi còn phải chạy zombie, cho nên là tôi phải để tốc độ chuột cao. Mà thường thường khi mà để cái cấu hình thấp, chẳng hạn như 600x800 á, chứ không phải cái này là màn 1 2 bao nhiêu nhỉ? Màn thứ ba đấy, 1 2 80x720. Còn màn to to như kiểu 600x800 ngày xưa thì bắn dễ trúng hơn, nhưng mà cái này nhỏ quá. Đấy. Thôi anh em xem clip vui vẻ nhá. Ui, một hiệp 62 kill ạ. Vãi cả nòn. Bắn cái budget này sướng vãi. Sao mình toàn quyết định sai lầm không vậy? Mua cái này là ngon rồi. Còn đơn giảm giá 50% nào, tao múc luôn. Đấy. Ok. Anh chớp làm sao? Thế. Ao luôn ạ. Ơi. Ơi. Chán nha. Ủa anh ơi. Săn đi. Mẹ cái budget lâu. À cái M4 luôn đi. Ôi bạn ơi, mình xin lỗi nhá. Mình không cố ý đâu, đúng mà mình bắn chật. Hàng đây chứ đâu. Hàng đây chứ đâu. Ơi toàn treo không ạ. Quá. Trời ơi.
thằng trẻ trâu chặn đường này. Gì đây? Ôi. Chạy đi. Đâu. Mà dọa mày. Vai cả lìn ạ. Cầm ba dép cứ đứng đây cho nó lạnh. Bình tĩnh, chưa lên được đâu. Tí nữa mày ba dép à? Thôi, lướt đi. Ba dép lướt chỗ khác. Xảy chúng mày vào đây. Ôi trời ơi, chúng nó ngu như cứt luôn ấy. Trời ơi. Ấy. Má mình như người tầng hình á.
đâu. Ừ, không ra đạn luôn. Mày lạng lách cái đéo gì. Nhả đạn đi, đứng cho chúng nó sống. Hết giờ rồi đấy, đứng đấy hết giờ rồi đấy. Ừ, chạy đi. Đấy. Chuột. Chuột gấp. Có cái lồn. Địt bạ, tuyệt chấp phá hoại này. Đáng hay. Nick đéo có combo luôn ạ. Bắt cá giữ được multi kill. Đó kìa. Cứu mạng nhiều pha như vậy rồi. Chạy đi. Chuồn 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 gấp luôn. Địt con mẹ nó, tàng hình đéo thấy gì luôn ạ. À.
gì? 5, 4, 3, 2, 1. Flash bomb. Waste that time.